Đặc điểm cơ bản của cây phát tài. Cây phát tài có lá màu xanh, gân vàng và thuôn nhọn. Khi ra hoa có màu trắng và rất thơm. Thường được trồng trang trí nội thất, văn phòng, khách sạn, nhà hàng. Tạo không gian tươi mới, gần gũi với thiên nhiên. Không chỉ được biết đến là một cây trang trí nội thất vô cùng đẹp mà nó còn là loại cây lọc không khí rất tốt. Đồng thời với việc loại bỏ các chất độc hại, nó còn điều hòa không khí và làm mát cho không gian nhà. Cây phát tài. Đặc biệt, phát tài có một sức sống rất dẻo dai, bền bỉ và mãnh liệt. Cũng vì tính hiên ngang này mà nó được nhiều người yêu cây cảnh lựa chọn. Tùy vào số lượng mà ý nghĩa phong thủy của cây phát tài khác nhau, như tượng trưng cho tình yêu, hạnh phúc, sức khỏe, tài lộc và cả sự may mắn cho gia chủ. Cây phát tài để bàn. Cây xanh ngoài mang lại giá trị thẩm mỹ cho không gian sống và nơi làm việc. Nó còn có tác dụng giảm stress, giúp tinh thần thoải mái, thư thái, phấn chấn hơn. Từ đó đạt được hiệu quả công việc cao, nâng cao chất lượng cuộc sống và yêu đời hơn. Đây chính là lý do vì sao cây xanh trở thành lựa chọn quà tặng hoàn hảo cho các sự kiện quan trọng. Vừa có tác dụng làm đẹp, vừa mang ý nghĩa sâu sắc. Cây phát tài và cây thiết mộc lan có phải là một? Thiết mộc lan là tên gọi khác của cây phát tài. Ngoài ra, tùy vào từng nơi mà có những tên gọi khác nhau. Theo dân gian, hoa thiết mộc lan mang lại may mắn, tiền tài phú quý. Khi cây ra hoa có màu trắng, mùi thơm dịu nhẹ, một năm chỉ nở hoa duy nhất có một lần vào ban đêm trong ít ngày. Cũng chính vì đặc tính và mùi thơm nồng đượm mà loài cây này đã đi vào những áng văn thơ. Không chỉ thể hiện sự may mắn mà còn thể hiện tình yêu và sự chờ đợi thủy chung. Thân em tròn thẳng, lá dài xanh. Chẳng có tay cũng chẳng có cành. Từ thân em mọc chùm hoa đẹp. Hoa nở trắng khi trời vừa tắt nắng. Chùm hoa thơm nồng đượm lúc chiều về. Hoa may mắn người đời thường gọi thế. Một năm dòng hát lọc nỗi say mê. Cây phát tài. Như đã nói ở trên, thiết mộc lan là tên gọi khác của cây phát tài. Đúng là cây phát tài có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng chính vì vậy mà nó giúp thiên nhiên trở nên phong phú, đem lại nhiều thú vị và bất ngờ cho con người. Ngoài ra, trong tự nhiên loại cây dễ trồng và sinh trưởng tốt. Những chồi non xanh mơn mởn được ví như khát vọng vươn lên cuộc sống. Với những ý nghĩa trên, bạn có thể mua cây và tham khảo dịch vụ chăm sóc cây của Web Cây Canh. Đây là địa chỉ uy tín giúp bạn có được sự tư vấn về không gian như ý cũng như cách chăm sóc cây tốt nhất. Vị trí đặt cây thiết mộc lan thu hút tài lộc. Thiết mộc lan đặt ở bàn làm việc sẽ giúp cho công việc của bạn suôn sẻ, thuận lợi, dễ thăng tiến trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, bạn có thể đặt cây ở phòng khách, lối ra vào, hai bên cửa, phòng họp, nhà bếp. Đây là những vị trí hút lộc vào nhà nên rất tốt cho gia chủ. Ngoài ra, để phát huy tối đa yếu tố phong thủy của cây, bạn có thể đặt ở hướng đông hoặc đông nam.